mình sanh em bé đầu tiên là anh Thái có mặt để mà chứng kiến vợ sanh. Đứa thứ hai. Đứa thứ hai ảnh mới chứng kiến. Đúng chứ rồi. Còn đứa đầu là ảnh không chứng kiến. Không. Đứa đầu tiên thì ảnh trong ngoài cũng lúc mà Vi, ảnh cũng hỏi Vi là khi nào sanh thì Vi cũng cho cái giờ của bác sĩ Việt Nam mình, thì lúc mà nó không chịu ra. Vừa nghe tin là Vi sanh là ảnh bay qua Mỹ anh diễn rồi. Nên là không có gặp nhau được. Nếu mà như vậy thì cái lần sanh đầu tiên như vậy là nó sẽ rất là nhiều cái ký ức, nhiều cái sự uất ức được. Trời ơi sao biết vậy? Trời ơi, em nói thiệt với chị, lúc mà em rất là muốn chồng em chứng kiến được cái cảnh đó em đau đớn. Tại vì cái lúc đó em nghĩ tại sao phụ nữ mình thiệt thòi quá vậy. Sao khổ vậy, đau cũng một mình. Vô bệnh viện á, thì lúc đó em vỡ nước ói, lúc đó là em nhớ là 11 rưỡi đêm. Là ai đưa đi? Là chị Hai à, anh chị Hai đưa đi, tội lắm. Rồi đến khi nào thì anh Thái mới vô? Mấy ngày sau. Mấy ngày sau mới về kịp hả? Mấy ngày sau anh mới về chứ anh còn cái show bên Mỹ đó, vì vừa mới quay qua Mỹ mà. Cái lúc sanh rặn bao lâu? Là em rặn thì là em lúc đầu em không có biết cách rặn, cái bác sĩ cứ ở bên nước ngoài đã không biết rặn được nó tiếng Anh nữa. Put. Hả? Nói gì vậy chị? Mày lúc đó còn chịu khó dịch. Trời ơi, rặn em. Mỗi lần mà chị Hai em cũng không có rành nữa. Thì chị Hai cũng nói thì ông nói put thì mày rặn đi. Nhưng mà ông còn nói dài lắm mà. Ý là ông sẽ nói cái giải thích cái mặt. Chị Hai em không có hướng dẫn nhà em, chị Hai em nói put là rặn theo. Cứ rặn rặn lên đâu rặn xì lỗ tai không có ai gì hết. Em mới nói bây giờ mệt quá rồi. Mệt quá à, không rặn nữa đâu. Cứ rặn không ra gì hết á. Ông nói không rặn ra, ông cắt á. Ông nói kè. Là em hiểu ông cắt. Em là Triệu AV ạ. Năm nay em 31 tuổi và em đang làm kinh doanh online mỹ phẩm. Và là bà mẹ hai con. Và là hậu phương vững chắc của anh Dương Ngọc Thái. Dạ. Yeah. Tôi có cảm giác cái số này tôi ngồi tôi ngắm mà Vi không tôi cũng thấy lời nữa luôn á. Thật sự luôn. Dễ thương. Thôi bây giờ mình đến với lại cái câu chuyện đầu tiên, đó là khi mà mình biết tin mình có thai, cái cảm giác của mình lúc đó là như thế nào? Tất nhiên là lần đầu tiên mà em mang thai thì lúc mà em mang thai thì em chỉ có 24 tuổi thôi. Thì cái số tuổi nó quá trẻ. Khi mà mang thai thì em rất là vui luôn. Tại vì trước thì là em bị thai ngoài tử cung, rồi những cái thai bệnh á. Em rất là buồn, nên là khi mà có đứa bé đầu tiên thì em rất là vui. Vui nhưng mà lo không? Rất là lo, tại vì thật sự là bé đầu tiên là bác sĩ không có cho sanh. Tại vì bác nói là, tại vì em vẫn còn đang có dấu hiệu là thai trứng á, nên là sợ nếu mà em mang thai lại thì sẽ y chang như cái thai đó, là không phải là em bé mà em đã lỡ kế hoạch. Mình nói là chỗ lâu quá rồi, nhưng mà khi mà có là mình mừng, là mình giữ luôn, lẫn lộn ha. Dạ, mình âm thầm là mình giấu bác luôn. Nhưng mà cái gọi là cái thời khắc á mà em nhận ra là em có mang thai á là nó đến như thế nào? Em nghi và em đi thử que hay sao? Dạ, nói chung là em chu kỳ của em rất là đều. Khi mà em chỉ nghĩ là ôi sao hôm nay thấy mệt quá. Sao tôi mệt mà tôi ngủ hoài vậy trời ơi, tôi ngủ gì đâu Vân. Ngủ, tại lúc đó là anh Thái là đi hát. Anh Thái là đi diễn, hồi xưa đi diễn trên xe suốt là từ tỉnh này qua tỉnh kia. Ông nói không mấy chứ thấy ngủ ở nhà, ngủ đi cái gì mà sao lên thế là có cái gối để đùi ổng gì nè. Là ngủ từ đây tới vụ Bạc Liêu đi, ngủ vậy, ơi tới rồi, đâu chạy. Mà mấy ông biết sao em mệt quá rồi. Rồi là đi thử, cái thấy trễ kinh cỡ tuần là em đi thử, làm nói trời có thai rồi. Với lại bị một cái là em ăn uống rất là khó chịu. Có nghĩa là mình hèm lắm. Mà tới cái quán đó nhìn mắt ói quá à. Vô ói còn không bị đầy hơi, đau bụng, không ăn được, đi toilet không được. Động thái nó không mấy chứ ra chứ kêu cho bà, chứ tôi ở nhà tôi cũng ăn cũng được mà. Cái nói thôi dọn về ăn đi chứ ăn không nổi nữa. Mang, cô này cũng ngán dữ dội rồi nha. Trong khoảng 4 tháng đầu tiên là nó dễ sợ lắm. Em tưởng tượng là dễ sợ. Tại đứa nào em cũng bị cái đó. Hai đứa con gái là nào cũng bị cái đó. Nhưng mà sau đó là ok. Sau đó thì khỏe như trâu vậy đó. Tại em đi qua nước ngoài em sanh mà. Đứa đầu tiên thì là anh Thái đi qua với em, rồi anh lại về Việt Nam, rồi anh ở với em một tháng khi em sanh. Còn đứa thứ hai y chang luôn, có khác gì đâu. Mà thứ hai là hai vợ chồng xa nhau đến 6 tháng luôn chị. Em có một cái trò điều khiển của em lạ lắm. Là em thường mua trong siêu thị mấy cái chai sữa đó. Em sẽ xếp thành ví dụ như là một tháng. Ví dụ một ngày em muốn một lon thì em sẽ xếp. Ngày hôm nay là ngày mấy em không cần cô lịch, em sẽ xếp, em bóc một cái qua. Ví dụ chồng em bao nhiêu tháng ngày nữa qua thì em sẽ xếp đúng cái số sữa đó. Mỗi lần em tôi uống được cũng nhiêu ngày nữa nè. Người ta coi phim ngôn tình á, người ta thấy là ví dụ trong những trường hợp xa nhau, các cặp đôi hay xếp hạt giấy đó quý vị, bao nhiêu con hạt là bấy nhiêu ngày, hoặc là bao nhiêu viên sô cô la. Cô này cô tốn diện tích quá thiệt á.
tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi đến khi là tới cái ngày mà mình sanh em bé đầu tiên là anh Thái có mặt để mà chứng kiến vợ sanh. Đứa thứ hai ảnh mới chứng kiến. Đúng chứ rồi. Còn đứa đầu là ảnh không chứng kiến. Không. Đứa đầu tiên thì ảnh trong ngoài cũng lúc mà Vi, ảnh cũng hỏi Vi là khi nào sanh thì Vi cũng cho cái giờ của bác sĩ Việt Nam mình, thì lúc mà nó không chịu ra. Vừa nghe tin là Vi sanh là ảnh bay qua Mỹ anh diễn rồi. Nên là không có gặp nhau được. Nếu mà như vậy thì cái lần sanh đầu tiên như vậy là nó sẽ rất là nhiều cái ký ức, nhiều cái sự uất ức được. Trời ơi sao biết vậy? Trời ơi, em nói thiệt với chị, lúc mà em rất là muốn chồng em chứng kiến được cái cảnh nào em đau đớn. Tại vì cái lúc đó em nghĩ tại sao phụ nữ mình thiệt thòi quá vậy. Sao khổ vậy, đau cũng một mình. Vô bệnh viện á, thì lúc đó em vỡ nước ói, lúc đó là em nhớ là 11 rưỡi đêm. Là ai đưa đi? Là chị hai à, anh chị hai đưa đi, tội lắm. Rồi đến khi nào thì anh Thái mới vô? Mấy ngày sau mới về kịp hả? Mấy ngày sau anh mới về chứ anh còn cái show bên Mỹ đó, vì vừa mới quay qua Mỹ mà. Cái lúc sanh rặn bao lâu? Là em rặn thì là em lúc đầu em không có biết cách rặn, cái bác sĩ cứ ở bên nước ngoài đã không biết rặn được nó tiếng Anh nữa. Cứ put. Hả? Nói gì vậy chị? Mày lúc đó còn chịu khó dịch. Trời ơi, rặn em. Mỗi lần mà chị hai em cũng không có rành nữa, thì chị hai cũng nói thì ông nói put thì mày rặn đi. Nhưng mà ông còn nói dài lắm mà. Ý là ông sẽ nói cái giải thích cái mặt. Chị hai em không có hướng dẫn nhà em, chị hai em nói put là rặn theo. Cứ rặn lên đâu, rặn xì lỗ tai không có ai gì hết. Em mới nói bây giờ mệt quá rồi, không rặn nữa đâu. Cứ rặn không ra gì hết á. Ông nói không rặn ra, ông cắt á. Ông nói kè. Nè em hiểu ông cắt. Vậy em. Cái em cũng ráng vậy, nó ráng đi bây giờ, còn chút xíu nữa rồi. Cái lần em thấy cái của mình của em nó thấy cái đầu á, cái ông nói là ráng chút xíu nữa đó. Ông nói gì đó, mà em chỉ nghe chị hai nói là gán chút xíu nữa cái đầu rồi Vi ơi. Thôi mọi em. Từ mấy mấy hơi lâu ra luôn. Cảm giác mà mình vừa lôi em bé ra đặt ở trên người mình đi, lúc đó cảm giác nó như thế nào? Em khóc gì mà em khóc, ai nói gì em cũng khóc, mà tự nhiên hỏi ăn cũng khóc, hỏi gì cũng mệt em cũng khóc. Cảm như là mình xúc động cái gì đó mà cứ nước mắt nó đâu ra đâu sẵn ở trên đây, nó tuôn xuống. Đó, nhưng mà thương lắm, không kiềm chế được cái cơn rơi lại đó. Nãy vậy nó còn, bác còn kêu khóc chứ. À bà khóc. Cái phản ứng của anh Thái lần đầu tiên gặp không con gặp như thế nào? Trời ơi, rất là sung sướng luôn. Anh Thái anh bế con mà anh nói trời ơi ba có lỗi quá với hai mẹ con luôn, là ba không muốn là ba đi, nhưng mà vì công việc thì là bao nhiêu cảm xúc nó dâng trào. Thì gặp em với lại anh với con nữa thì là anh càng là rất là xúc động á. Nhưng mà mình thấy lại khóc nữa, mắt anh trời nhìn thấy ổng cũng khóc luôn, nhìn thấy ổng vô thì khóc. Nhìn ấy ông vô đấy, đi đóng phim vậy chị, mà nó có gì đâu thì đi thì vô thăm thôi, thường ngày thì có gì đâu. Thì mình thấy ảnh mình cũng xúc động, mà thì mình nói là hồi đó anh thấy không, tôi trẻ con rồi đó. Ủa con không vậy? Tôi giỏi gì. Như vậy thì tới đứa thứ hai là anh Thái được trực tiếp coi đúng mình sanh. Thứ hai là Vi nói là những mặt là phải vô chủ đề nha, không có lạc chủ đề nữa, là bây giờ là phải vô thăm con. Vô sanh với con chứ không có để một mình tôi nữa, buồn lắm. Đó, sau đó là bác sĩ nói là bây giờ đợi khoảng mấy tiếng nữa là đợi nở ra thì mới lấy được em bé ra. Thì chồng em cứ đi quấn sắn em sanh, mà tưởng nhỏ ông sanh, ông cứ quấn sườn, ông đi vòng vòng. Rồi không, ông quay YouTube, ông nói hello cả nhà đó, mình đau đớn mặt như quỷ vậy. Thôi vợ mình đau thì thôi, em ơi đi, thương em đi. Tao quay nè cả nhà thấy không, vợ tôi không sinh. Còn YouTube kìa, còn YouTube á. Anh thấy không, anh thấy một hành động của anh mà đã lưu truyền hậu thế. Bây giờ trên YouTube vẫn còn hình con người ta. Anh nói là khi nào đẹp để đẹp, đã vô nó son rồi nói cái. Em còn nói anh Thái nè, em biết, em nói em cho anh quay, nhưng mà em cho anh coi kịch bản này trước. Ví dụ như khi mà anh coi nè, trong mấy cái clip này mà vợ người ta sanh á, rồi ta ôm nha, nhớ nha. Thật ra bạn cũng quan tâm cơ. Ủa? Bạn cũng tính toán chứ gì ha, cái gì? Mình phải đi trước cái mình, anh nhớ nha. Đại đó, dây đó là. Thì mình phải coi trước, tại ông này ông quên lắm, ông có biết gì đâu. Mình phải nói là anh nhớ coi cảnh này nè. Đó, dạ, rồi thấy hai chồng thấy yêu nhau, nhớ nha. Biết rồi, ha, hay. Không phải biết rồi, tôi không coi mày ra đâu, tôi trời biết cái này tôi biết rồi. Thì nghĩ sao lúc em sanh ra, em tì bảo muốn chết luôn. Ông thấy em đẹp kiểu ghê quá ơi. Ghê quá. Ông nói gì đó, bác sĩ kêu khắc
Kim Thái vô cắt em. Hả? Cắt ở đâu cắt hả? Không cắt đâu, ghê quá à. Cái bác sĩ đâu cắt hả? Ông đâu có sợ quấn lên hết rồi mà. Ủa Thanh ơi, anh Thái đâu em? Em bé lên rồi, anh Thái. Anh Thái trốn kìa. Anh Thái đi, nói em sợ máu lắm. Buồn cười quá. Hên là ông không xỉu đó chị. Có nhiều người, có nhiều ông chồng thấy máu, vợ ra máu nhiều quá xỉu. Đúng có. Rồi sao, cái quá rồi trình buồn. Rồi buồn hả? Rồi buồn. Giận rồi không? Rồi nói Thái đâu? Kêu anh Thái đứng bên kia rồi chị. Kêu anh qua đây. Còn lúc đó còn cái hơi ra nói, kêu anh qua đây đến chụp hình. Đến chụp hình. Kêu qua đây để chụp. Có nghĩa là bởi còn nước là còn tát, vớt được bao nhiêu là vớt. Kêu anh qua đây. Lúc sau là anh mới lại, anh nói vậy thôi anh Hùng, vậy thôi đó, để anh đi chỗ khác nữa. Cái đứng bên còn không luôn, ông không qua bên luôn. Cái ông quay qua, ông nói trời thấy ghê quá, kêu mai mai lại cho kỹ nha. Kêu mai lại cho kỹ nha. Dễ sợ luôn á. Ồ mắc cười quá à. Petito Zero ăn ngon 3 tác động từ tháo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Như vậy thì bây giờ mình chuyển qua cái giai đoạn là mình chăm con đi. Mình nuôi con bằng sữa mẹ đúng không? Dạ em sanh thì em cho uống được 3 tháng à. Sao mà em bị tắc sữa? Thì vì em bị cái kiểu vậy như là nói chung là bị áp xe ấy. Bị tắc tia. Trời ơi, và mày má chồng em rất là tội. Cái mẹ chồng em mới dắt một cái thao nước nóng được nóng mà mẹ chịu phóng tay luôn chứ. Đã vậy được còn vừa nóng mà còn mẹ bóp một cái, một lần mẹ bóp cái con mắt em trở lên nè. Em mẹ nói đáng gì con, ghen chút chiếu mà con thấy không chút chiếu đâu mẹ ơi, chào lắm á. Cái có một lần á là em mới nói anh ơi, giờ á anh giúp giùm em bây giờ á, anh lấy cái đồ nấm sữa ha. Khi mà anh để cái tay nãy giờ em vắt hoài mỏi quá. Cái ông nói vậy hả? Rồi đưa vô đây. Rồi đưa vô đây. Xong rồi cái ông dắt, dắt như bò, như bò. Mà em nói thiệt với chị nha. Em nói nào, mấy mình nhẹ nhàng xíu được không? Không nói ông, anh ơi, bố ơi, tụi con thế dần nhà dân gia trưởng tình. Nhưng mà anh nói anh thương con lắm. Thế là, nhưng mà anh không có nghĩa tiếng dạ. Anh không có nghĩa tiếng dạ. Anh tưởng tượng cái mặt ông của con. Mà mình vừa đau. Mình ý là gì nè, anh thương con, anh sợ con chết đói. Mà lúc đó em vừa mắc cười mà em đúng rồi, vừa mắc cười mà vừa đau. Ông dắt ra nó đỡ. Ông dắt nó đỡ rồi khỏe hay hai ngực em nó ấy lại. Rồi là lúc đó là em nói thôi không cho bú nữa, không cho dắt nữa, chứ ghê quá, chứ nhìn thấy cái mướp luôn á. Bây giờ mình qua tới giai đoạn cho con ăn dặm đi. Có gì vui không? Ăn dặm thì nói chung là cứ đúng ra 6 tháng là em cho ăn. Lúc đó là về Việt Nam rồi đúng không? À về Việt Nam rồi. Mà nó ăn uống nói chung là bé đầu tiên nó ăn còn được. Còn bé thứ hai là không ăn luôn. Mà nó ăn là nó làm mấy sao nhè ra. Nhè ra mà nó khó khăn lắm. Em cho đứa thứ hai vợ chồng có thống nhất với nhau trong cái vấn đề chăm con không? Trời ơi, nói chung là mỗi lần mà nói về con là ăn là gây lộn thôi. Mà ông gây lộn với anh Thái là anh rất là muốn là con mình phải giống người ta. Nè, anh thấy em làm đủ trò đấy. Em phải cố gắng lên chứ. Em phải làm sao mà cho con ăn được chứ. Anh đi làm biết bao nhiêu công việc. Rồi đây là công việc của anh à. Hát này nó mệt cũng chết luôn à. Đi cũng xa. Anh về anh muốn con ăn. Anh à, em để ra nó, em sanh con, em còn cảm muốn giác nhiều hơn anh nữa. Còn tại sao anh cứ anh bây giờ nè, ok. Em không có lo cho con ngày hôm nay. Hôm nay em giao cho anh. Biết gì chứ lão, biết gì cho giao tôi đâu biết ai cho ăn sao nó thì đó. Thì anh cứ cho nó ăn đi, thì lỡ thì con nó ăn không? Nên như em nói có thiệt không? Khi mà em giao cho ảnh cho con ăn rồi con có ăn không? Ăn luôn, không ăn luôn. Và chị muốn hỏi là tại thời điểm đó các cái thông số về cân nặng, chiều cao, đó, bệnh lý của con em bình thường không? Thực sự là em ở chung với mẹ chồng thì mẹ chồng muốn là gì cứ mà con phải nặng cân rồi cứ đi ra ngoài thì người bé nào nặng cân thì là bé đó mới là giỏi, bé ngoan á. Bé ngoan á. Mặt thì bởi vậy là cũng phải chịu, cũng phải cũng theo mẹ vô phải mẹ, dù giống như tắm cả, giống như là hai mẹ con mà chơi tắm vậy đó, cho ngáo ăn mà khóc, cho mày khóc luôn, cứ đút vô vô ác ghê ấy. Ác ghê ấy. Mà thấy tội quá, nhưng mà thôi cũng hơi chán cháo đúng, rồi đúng, bây giờ thật sự luôn, 6 tuổi nó không nhìn lên cháo nó. Như vậy là tới đứa sau là có kinh nghiệm hơn đúng không? Đúng rồi ạ. À, em không ép em cháo con nữa. Em nói thôi con ăn được ăn
Thì ví dụ nó thích ăn gì trong cái bàn, nó ăn ngồi ăn mình gì đó. Ừ, đó, đã ngộ ra rồi. Ừ. Đã ngộ ra rồi. Đã ngộ ra rồi. Vậy thì bây giờ Từ là một cái người mà rất là năng động nè, đi hát trước khi mà lấy chồng nè, rồi đến khi mình lấy chồng mình ngưng mình mà không đẹp hát nữa. Là mình đã bỏ đi một cái niềm đam mê của mình rồi, rồi sanh con rồi mình thay đổi về ngoại hình nữa, thì những cái vấn đề đó nó có làm cho em bị stress không? Hai chị thấy em là cũng đã năng động như thế nào rồi. Nhưng mà khi mà em là người rất biết chấp nhận cái hoàn cảnh, và cuộc sống, thích nghi liền, là em không có bị cảm thấy là mình bị bỏ rơi hay là bị cảm giác như là bị stress nhiều. Nói chung là mình lấy lại được cân bằng rất là nhanh. Yeah. Cho hỏi một câu là sau khi tụi nhỏ ra đời, cái câu chuyện bỉm sữa để qua một bên đi, đứa nào khều, đứa nào trước để quay trở lại hoạt động bình thường của hai vợ chồng? Nói chung là em thì nói chung là em khều là khều gì ta? Sinh hoạt vợ chồng đó. Ý là chị đang nói là chị hỏi là ai là cái người order trước, ai là người đưa ra anh Thái đề nghị trước? Anh Thái hả? Mà lúc đó em sẵn sàng chưa? Không, em đây là em chia sẻ luôn thật sự là khi mà lúc mà thời mà em xuân sắc á, thời mà còn yêu thương nhau, sao có chuyện đó nó dễ sợ lắm. Mà sao mà mỗi lần mà tới cái chuyện mà bây giờ á, nên anh nói rồi, anh thấy em không có sẵn sàng về cái việc này đúng không? Hình như em có cái gì nó không phải, em thương anh lắm á, em yêu anh lắm á. Nhưng mà bây giờ cảm giác một feeling giống hồi trước thì tại sao có? Thì anh nói vậy là em không thương anh, nó không phải. Thì anh sẽ ai đồi vậy, không phải đâu. Tại vì á, làm do là anh ơi, cuộc sống á là ngày mai em dậy nè, con hôm nay đi học á, thì ai chở rồi con ăn uống làm sao, rồi hôm nay hai bên sao, nó vậy đó. Nói chung anh thấy lúc đầu chị không hiểu cho em. Một trong những cái thử thách rất lớn cho các anh trong giai đoạn này đó là cái nhu cầu của anh không hề giảm, thậm chí nó có dấu hiệu tăng. Đúng tại rồi. Vì cái tuổi của họ, cái tuổi họ là cái tuổi phụ nữ sinh nở, mà nếu như theo cái gọi là cái sơ đồ tuổi thông thường á, thì lúc phụ nữ sinh nở là cái lúc sung mãn của nam giới, và cái nhu cầu của họ không bị ảnh hưởng bởi các cái biến đổi từ bên trong, các cái hormone mình mang bầu nè, rồi mình sinh ra nè, mình bị cải tổ cả một cái cơ thể, cho nên việc phụ nữ không sẵn sàng là chuyện đương nhiên. Nhưng nam giới thì họ rất ổn định về phong độ, và đây là lý do mà các anh có thể là sẽ có những cái gọi là những cái lầm đường lạc bước trong giai đoạn này, thì dĩ nhiên là không nên. Tuy nhiên vấn đề chỗ là phụ nữ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cái giai đoạn này của nam giới để phòng ngừa. Ở đây là vừa giúp họ mà vừa giúp chúng ta. Có điều là nam giới cũng nên lưu ý điều này để bản thân mình thông cảm cho vợ. Nhưng cái quan trọng là này, là mọi thứ nó đều có giới hạn. Thực ra mình phải tự cải tổ mình á, tự cải tổ từ bên trong, từ nội tiết cho đến suy nghĩ, cho đến lối sống. Nhưng mà trước tiên là khỏe rồi cải thiện nội tiết. Và em nghĩ là do sức khỏe của em á. Do sức khỏe của em. Em nghĩ là qua hai lần sinh nở thì Vi bị ảnh hưởng về sức khỏe rất là nhiều. Đúng rồi, đâm ra là phải vừa chăm hai đứa con nhỏ nữa. Cho nên là không có còn một cái gọi là tâm trí nghĩ tới những cái chuyện đó. Cơ bản là chúng ta nên thông cảm lẫn nhau. Ổng có tật xấu gì không? Tật xấu của anh Thái thì anh Thái nóng tính lắm. Chứ là anh Thái là có cái tật là thường hay là nói về con ảnh, anh thường hay thương con á. Mà thương cái kiểu mà dạy như là quá trời quá đất luôn. Ví dụ anh chiều con mà anh chiều, anh nói mình á là cha là mẹ, là mình không có chiều con á là mình nói nó phải nghe. Mà hôm nay con ăn cái gì? Con ăn gì nói thì hôm nay con ăn, em làm cơm cho con ăn cơm đi con. Không, thì tao mua phở rồi. Chịu chưa? Lấy phở cho em Thủy ơi, lấy phở, mua phở cho em vậy. Con ăn cơm à, phở nha. Thôi con phở nghe. Tôi ăn cháo không? Mà điên, đang điên ở đây ngồi, đang ngồi ở đây đấy. Rồi món gì nữa? Hả? Muốn món gì nữa? Bây giờ tôi nói anh nè, anh mua nguyên cái menu cho nó luôn đó. Nó không ăn đâu, nó mua lần bào. Xong rồi cái là kêu, em có biết gì hết, mình phải thương, mình phải hiểu con, thấy không? Anh mới dạy tôi, nó nói tôi sao, nói tôi là mình là cha là mẹ, mình đừng kìa. Thôi cái hai người cãi nhau, đứa nhỏ ngồi giữa. Rồi vậy. Thôi mà muốn nhớ, đi chỗ khác cãi. Nói chung là thực sự là những cái anh Thái là người rất là thương con luôn á. Và anh rất là sợ con thương mình mới bị sai. Bị sai mà anh không có nhận ra anh sai. Anh nói em không à, anh nói anh phải làm cái ghê lắm. Ra hộp gia đình làm cái em là phải vậy. Thì mình nghe thì ngồi nghe, nhưng mà mới nói tiếng trước tiếng sau là anh thấy làm gì là không được. Nhưng lại mỗi lần em dạy con, em xin anh là cho em dạy con một cách đàng hoàng, cái em đang dạy nó canh nhảy vô à. Nhảy vô ngồi chi vậy? Vô dùng dạy nó, dụ nó đang hư cái vấn đề gì đó thì mình nói là con đừng có làm vậy này kia kìa. Em nói thì bà cũng nhảy đó bà cái đó. Thì bà cũng nhảy đó bà cái đó. Tôi cũng điên rồi, nói lên nghe. Bà nó đang nói vậy.
Trời ơi, mình nghĩ trong đầu thời ơi thiệt á, mấy em cái mình mắc cỡ mình nói, cái nó kêu đó mẹ, ba nó mẹ. Cái mình đứng hình bức năm chi. Mày quay mình kêu, em biết rồi. Lát nữa lên lầu nói chuyện được không? Anh đừng đứng đây nữa. Xong rồi cái em nói, thì anh nói vậy thôi, xin lỗi. Lên lầu. Còn lỡ nhưng mà lỡ nó rồi. Rồi ngoài cái tính xấu đó là còn cái tính nào khác không? Anh Thái có hay giúp đỡ Vi trong cái vấn đề làm công việc nhà không? Tôi định gật là tôi đã tư tưởng là chị Lan nói là có giúp đỡ trong cái vấn đề là lo em bé thì còn được, chứ giờ việc nhà thì never. Một số. Anh nói là ủa, mình là đàn ông là mình phải cho phụ nữ làm chứ thôi, còn anh là chỉ có camera thôi, với lại ảnh được cái là con ảnh là tả rồi này nọ tắm rồi nó là ok, nhưng mà đừng có con là anh có việc nhà đúng rồi, đừng có mà rửa chén hay là anh lau nhà là anh không làm đâu. Có thể là một là anh làm không tốt, mình kêu ví dụ mình nói anh thương em mỗi lần ăn xong được chén xuống cái bồn cũng được, thế là mình tập quen thôi, không cần cái chén cũng mới. Nhưng mà giờ thôi, giờ mình thấy cái phần việc ông đóng góp ở trong cái câu chuyện là chăm con là cũng coi như là đúng rồi, là ok rồi, giải quyết được nhiệm vụ gia đình rồi. Cái tả đồ là tối ngủ là thiệt sự là hay lắm. Nhiều lúc mà nửa đêm 3-4 giờ sáng Vi cũng mà ông kêu ông dậy kêu làm gì vậy, thay tả cho con. Thay tả con sợ đái tội nghiệp nước ướt. Cái ngồi thay tả đã qua nhờ đâu, ngủ đi thôi, tội nghiệp lắm, ngồi thay cho nhỏ nhỏ đang ngủ. Trong lúc đó thì cho ông làm đi, mắc gì không, em đâu có làm. Đúng rồi, em đâu có làm, ý là đừng nói câu đó đi. Không kể, em nói gì thôi, mất công không mất cái kêu nhỏ vợ gì đâu hả, không thương con. Ừ đó vậy đó, không mai mốt cái mẹ ông không làm á, ông đội thừa mình á. Rồi bây giờ mình có cái điều gì mình nhắn gửi không nào? Với nguyên một cái hành trình dài như vậy là Vi muốn nhắn gửi cho ai? Ví dụ những người đã xuất hiện trong cái thời gian thai kỳ của mình nè, hay là ông xã mình, những cái tâm tình mà mình muốn chia sẻ. À thì Vi cũng xin cảm ơn thứ nhất là anh chị hai, là cái người mà đã giúp cho Vi sanh đứa con đầu tiên là bé Su. Thì em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều, tại vì nhờ có anh chị thì là đã hướng dẫn cho em ở một cái đất nước lạ, đã thương yêu. Và trong cái quá trình mà em bầu bí như vậy, em cảm ơn anh chị hai rất là nhiều. Con cũng xin cảm ơn mẹ, đó là mẹ chồng đã, lúc mà Vi sinh đứa thứ hai thì cũng đã ở bên con. Rồi ba mẹ chồng có qua bên Canada để mà cùng với con trong cái quá trình mà con cũng là bầu bí đứa thứ hai. Và người cuối cùng là cũng rất là đặc biệt, đó là đại ca của em á. Đại ca là em cảm ơn đại ca, nói chung là nhờ có đại ca mà em sinh được hai đứa. Qua chương trình này em cũng muốn là nhắn là em cũng cảm ơn anh rất nhiều về những cái tình cảm mà anh đã dành cho mấy mẹ con, và em cũng mong là lúc nào gia đình mình cũng được vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Xin được cảm ơn Vi, cảm ơn những cái câu chuyện rất là thú vị, rất là hài hước mà bạn mang tới cho chương trình.